Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Khó Tin Có Thật. Và sau đây là tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Kỳ năm trùng mình giây phút giáp mặt với người đàn ông trong bụi tre. Tôi chạy về hỏi ông nội: "Ông ơi, có phải con cú nó trở mình rồi phải không ông?" Ông nội tôi khẽ vuốt dòng tro bạc như cướp, gật đầu: "Cũng có thể lắm cháu à, nhưng mà cháu còn bé, hỏi làm gì việc đó." Nói là bé, nhưng lúc đó tôi cũng học cấp 3 rồi. Tôi đã ý thức mọi sự vật, sự việc xung quanh. Và tôi cũng hiểu được những câu nói của người lớn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những người hàng xóm sống xung quanh bụi tre mà tôi nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ là như vậy. Trở lại câu chuyện của gia đình chú ruột tôi, quanh năm cả nhà ốm đau. Ông thở dài bảo, quanh năm ướt bát, ướt đũa. Lúc nào cũng có người ốm, lúc nào cũng có người đau. Nhà như có ma ám, hết em thứ nhất rồi em thứ hai. Cứ lên cơn co giật, đùng đùng, mắt trợn ngược, mồm méo sệt. Cả nhà tất cả, bế tóc lên viện. Khi cơn co giật tạm lui lại đến bụng nhọt trên đầu, những mụn to lòi lên làm biến dạng khuôn mặt các em. Nhiều lần chứng kiến cảnh các y sĩ đến trích mụn cho các em mà thương em đứt ruột. Bây giờ lại đến lượt con út của chú bị viêm cơ. Cứ lần lượt con gái thứ nhất, con gái thứ hai, con trai thứ ba, thứ tư, em gái thứ năm, tất cả đều viêm cơ đùi và đầu đứa nào cũng nghênh nghênh về một phía. Tiếm tôi là người vùng biển, không thêm một tôn giáo nào cả. Thiếm là người thích bá đạo, chẳng tin vào bất kỳ chuyện tâm linh nào. Nhưng đến nước này thì thiếm hoang mang cực độ. Thiếm nói với tôi: "Cháu xem giúp thiếm có vấn đề gì không?" Vì lúc này tôi bắt đầu có khả năng đặc biệt như nhìn mặt người. Nhìn bàn tay có thể phán đoán được gia cảnh người ta thế nào. Hôm trước thiếm hỏi vậy thì hôm sau em út đi viện. Và đó cũng là ngày tôi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cổ xưa trong bụi tre. Tôi cứ đứng giữa trời nắng chang chang mà suy ngẫm. Hết nhìn sang nhà bác B, chú T, bác V, lại nhìn vào bụi tre, cố sắp xếp lại các hiện tượng của các gia đình xung quanh để phán đoán những việc đang diễn ra trong nhà chú tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi người đàn ông đứng trong bụi tre kia, bởi cái gò đất hình con cú này. Tôi cứ tự hỏi, người đàn ông kia có sức mạnh nào, đã làm gì khiến cho gia đình xung quanh gặp phải những chuyện chẳng lành. Nhưng thật kỳ lạ là chỉ bốn gia đình xung quanh gò con cú là bị... Còn các gia đình trong xóm họ vẫn rất bình yên và phát đạt. Thấy tôi đứng quá lâu ngồi sân giữa cái nắng chang chang như đốt lửa, chú tôi chạy ra gọi tôi vào. Tôi nắm tay chú dẫn ra bụi tre, kế tay chú thì thào: "Cháu vừa nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo võ tướng, mặt mũi giống như ngày xưa chúng cháu nhìn thấy khi chơi trò ú ti máy." Chú mắng: "Trưa nắng mày đứng giữa sân nhìn thì khác gì là nhìn gà hó cuốc. Chú ở đây 40 năm rồi, ma mạnh ở đâu ra?" Tôi gắt: "Chú không tin thì thôi." Rồi chui vào bụi tre cho bằng được. Và thật kinh hoàng, tôi nhìn thấy dưới bụi tre rậm rạp kia là một ngôi mộ cổ. Nằm trong đó là một người đàn ông mặc võ phục. Tôi chưa hết bàng hoàng thì bất chợt ông ta nhổm dậy trừng mắt nhìn tôi. Tôi hốt hoảng bật đứng dậy, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng hết lên. Ánh mắt ông ta nhìn tôi giận dữ như muốn hét lên: "Sao mày dám bẩn nhà tao? Tao sẽ trừng phạt chúng mày!" Tôi hoảng sợ lao vọt ra khỏi bụi tre. Cái tre cào toạc cả mặt, chân tay. Tôi run lập cập nắm tay chú, lưỡi liếu lại: "Ở đây có mộ chú à." Chú tôi tin ngay lập tức. Trong ánh mắt của chú thoáng hoảng hốt, vì trước đó tôi đã chỉ cho chú và ông B đào đi mấy ngôi mộ trong vườn nhà. Chẳng là trước đó gia đình của chú và gia đình của ông B bị đau ốm luôn, thấy tôi có khả năng đặc biệt thì nhờ tôi kiểm tra xem thế nào. Và tôi đã chỉ cho chú tôi mấy chỗ đào lên thấy tiểu còn ở nhà bác B. Tôi và con gái bác tự cầm xẻng ra đào. Và thật kinh hoàng, không biết ngôi mộ đó chôn cạnh gò con cú bao nhiêu năm rồi mà lúc đào lên vẫn còn sờ thấy nguyên mép chiếu khi chôn cuộn lại và gần như hóa thạch. Có điều lần lượt chúng tôi chỉ đào ở sân và sát nhà mà đã thấy 5 ngôi mộ chứ không ra vườn tre, nên còn sót lại ngôi mộ của vị võ tướng này. Gia đình bác B sau đó hết bệnh tật. Con cái bác hầu như chuyển vào Lâm Đồng lập nghiệp và làm ăn rất phát đạt. Riêng anh con trai út tình nguyện ở lại để thờ phụng tổ tiên. Điều đặc biệt là sau này anh lấy vợ, sinh hạ ra đứa con tật nguyền. Chân tay teo tóp, suốt ngày nằm trên giường. Hai vợ chồng trẻ chưa ra chiến trường ngày nào nên không thể nói là bị chất độc da cam. Kỳ giáo khai vật ngôi mộ cổ và những chuyện rùng rợn không nên kể về đêm. Ngay chiều hôm đó, chú cháu tôi lao vào chặt bụi tre già. Và lạ kỳ thay, bắt đầu từ lúc cây tre đầu tiên bị đốn, em tôi bắt đầu hạ sốt.
Ông tôi ra tặng gò bày lễ thắp hương, chắp tay thành kính khẩn: chúng con là người Trần mắt tịch, nếu có cụ nào nằm ở đây mà quở phạt các cháu thì xin tha thứ để gia đình chúng cháu xin chuyển các cụ ra nơi khác khang trang thoáng mát. Mãi tới tối mịt chú cháu tôi mới đào xong gốc tre cuối cùng. Đánh gọc là công việc vô cùng nặng nhọc. Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu đào đất. Khi hộp đào hố sâu chừng 1 mét thì thấy một lớp đất như gỗ mục và ngói vụn, tưởng là quan tài đã mục do quá lâu năm, hai chú cháu định dừng lại. Đúng lúc ấy tôi chợt nhìn thấy ngay dưới chân mình người đàn ông cổ xưa với đôi mắt dữ tợn cửa mình. Tôi nhảy vọt lên miệng hố, run bắn người. Nỗi sợ hãi kinh hoàng đã khiến cho tôi có một sức bật mạnh như một vận động viên điền kinh. Tôi, một cô bé 17 tuổi, cao có 1m52, vậy mà lúc đó vì quá kinh hãi, chỉ trong tích tắc tôi nhảy bật phèo một cái đã đứng trên miệng hố. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, tôi nhìn xuống hố rồi bảo chú ơi, mình đào tiếp nhé, chưa đến mộ đâu. Nghe vậy chú tôi chạy vào trong nhà lấy cây thuống sắt, thuống xuyên xuống đất ngập chừng 1 mét thì thấy chạm phần cứng. Thuống 5 lộ cách nhau 50 phân đều chạm. Chú tôi khẳng định đúng là có mộ rồi cháu ạ. Mộ dài thế này là đã quen đấy cháu ạ. Hai chú cháu quên cả ăn trưa, tiếp tục đào bới. Đào sâu chừng 80 phân thì gặp một lớp đất sét đỏ dẻo quách, dày hơn 20 cm. Khi lột hết lớp đất đó lên thì thấy một khối rắn như bê tông, rộng khoảng 80 cm, dài 2,2 m. Gõ lên trên mặt có tiếng kêu rộng. Hai chú cháu cẩn thận quét hết đất xung quanh, nước mạch bắt đầu đùng ra. Dòng nước mạch ấy trựa ở bên trên khối bê tông thấy nhặn, có màu hồng hồng, trắng nhạt. Khi khối hình chữ nhật ấy lộ ra, dân trong xóm ùm ùm kéo đến mỗi lúc một đông. Nửa tiếng sau, kính hết gò con cú, ai cũng háo hức tò mò muốn xem chú cháu tôi làm gì. Người thì bảo hai chú cháu nó đào được hòm vàng, người thì bảo hòm đó là hòm đồ cổ. Nghe vậy chú cháu tôi chỉ mỉm cười. Chú tôi đi tìm cái xà beng rồi bảo: cháu ơi, chú phá nhé. Tôi bảo: vâng, chú phá đi. Lúc đó là hơn 1 giờ chiều. Chú đứng dạng hai chân, bặm môi, nâng xà beng lên rồi trổ xuống. Một miếng vữa bung ra, tôi bê lên trên mặt đất, mọi người xuống lại xem. Các cụ trong làng cầm miếng vữa lên bẻ thì thấy rắn chắc như miếng sắt, không thể bẻ nổi. Các cụ bảo đây là một dạng hỗn hợp trộn giữa vôi vữa và mật mía, đích thị là mộ cổ xưa. Khi lớp vữa cuối cùng được bứng lên thì lộ ra một lớp quan tài bằng gỗ màu vàng óng rất đẹp, tỏa mùi thơm. Các cụ trầm trồ: quan tài bằng vàng tâm đây mà. Lại có tiếng bảo: quan tài gì để trong hồn gỗ quý thế kia, chắc chắn là báo vật rồi. Chú tôi tìm mũi xà beng vào thành gỗ rồi lấy hết sức bật lên. Tôi nghe thấy tiếng bưng nhẹ một cái, nhìn vào trong quan tài tôi thấy một màu vàng trong vắt, bên dưới là hình một người đàn ông đang nằm ngủ. Nhưng mọi người đứng bên trên thì nó nhìn thấy một bộ xương dài. Tôi không biết lúc đó mình nhìn bằng đôi mắt thật hay bằng đôi mắt tâm linh, nhưng tất cả cùng đồng thanh đây là hài cốt người đàn ông. Rất tiếc lúc chú tôi dùng mũi xà beng bật nắp quan tài, đất cát rơi xuống đã làm vẩn đục phần mặt của người đàn ông đó. Một lát sau chú bật hẳn nắp gỗ dựng lên trên mặt đất. Bất chợt tính hiếu kỳ tò mò và liều lĩnh trong tôi nổi lên. Tôi tụt chân xuống quan tài, tôi giật nảy mình bởi cái cảm giác lạnh buốt như sụt chân vào một tùng nước đá. Tôi vội rút chân lên, ghét lên hai thành vách, dùng tay mò xuống, một cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy khắp người khi bàn tay tôi chạm vào xương và cái gì đó thấy lạo xạo. Tôi đánh liều nắm một vót bỏ lên trên mặt đất, hóa ra là những đồng tiền sâu, chúng không được tròn trĩnh cho lắm, tiền lẫn với xương. Thấy vậy chú tôi cũng xuống mò mẫm cùng. Hàng thúng tiền xu được vớt lên. Khi tôi bê cái đầu lau lên, chợt thấy có cái gì đó ngoạn vào tay, giống như con cu bắp. Tôi giật nảy mình, vẫy tay, cái đầu lau rơi tộm xuống. Thì ra lúc thọc tay xuống quan tài, bàn tay tôi đã thọc đúng vào hai hàm răng. Bây giờ kể lại, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi đó. Chú tôi cầm cái đầu lau ấy lên bảo: chết, cháu làm rơi hàm dưới xuống mất rồi. Nghe vậy tôi lại tiếp tục thọc hai tay xuống quan tài mò mẫm. Mò một hồi thì thấy, cầm hàm dưới lên thì phát hiện có một sợi dây xích xuyên qua 3 đồng tiền rất nặng. Khi tôi bỏ lên bờ, có một người cầm sợi dây xích đó ra xăng xi măng của nhà chú mày và phát hiện ra đó là 3 đồng tiền vàng. Còn thúng tiền vừa vớt trước đó, hộp chất làm bằng đồng, bây giờ đã một dĩ. Tôi bảo, thôi dù là vàng thì lấy của người ta, phải trả lại đúng cho người ta, chứ đừng mang đi. Hai chú cháu mò mẫm mãi, mò đi mò lại thấy không còn gì mới ngừng tay. Trời đã nhỏ mặt người, hai chú cháu chợt giật mình. Tiểu vẫn chưa mua, chẳng lẽ phơi xương cụ đến tận ngày mai sao?
Kỳ 7, sự trừng phạt của vị võ tướng. Nhà chú tôi ở cách thị xã chừng 6 km, mà từ thị xã đến chỗ bán tiểu còn xa hơn nữa. Vả lại trời lúc đó tối mịt rồi, làm gì còn ai bày bán nữa. Hồi đó vào những năm 1988-1989, kinh tế thị trường chưa bung mở ra như bây giờ, mua bán rất khó khăn. Ngày bốc mộ cho bà nội, bố mẹ tôi phải đặt mua tiểu trước đó vài tháng. Hai chú cháu ngồi nghỉ đến toát mồ hôi hột, mà vẫn không tìm ra giải pháp. Thấy vậy, ông nội ta bảo hay mình đi hỏi xem ở sớm ai chuẩn bị bốc mộ thì mình đến vay tạm tiểu vậy. Ý của ông thấy rất hay, nhưng lúc đó là giữa mùa hè, làm gì có ai bốc mộ mà hỏi vay tiểu. Bí quá, nghĩ đi nghĩ lại, hai chú cháu quyết định cứ rửa sạch xương cho vào túi ni lông trước đã. Rửa xong, chú tôi bỗng kêu lên, nhà chú có cái vại, chú hay dùng để muối dưa cà, mình có thể bỏ xương vào đó. Nghe vậy, ông nội tôi bảo, cũng được đấy cháu à. Ngày xưa các cụ vẫn hay đặt hài cốt vào trong vại, nồi đình mà. Thế là hai chú cháu nhễ nhại khiêng cái vại ra giếng, thì hụt cọ, rửa cho sạch sẽ, đặt xương vào rồi, chở ra gò đất nằm gần ngôi đền của làng. Biết rằng lẫn trong đám đất vùng kia là những mẫu xương nhỏ, vì bị mục nát do thời gian, nên hai chú cháu cẩn thận xúc hết đám đất ấy vào hai cái rành lớn, chở ra huyệt mộ, đổ xuống rồi đặt cái vại lên trên. Những mảnh vỡ của quan tài chú cũng chuyển hết ra mộ. Ngay trong đêm ấy, khi vừa chôn cất xong, giữa tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng trả rích, tôi chợt nghe thấy tiếng người khóc lóc trên trị, rồi tiếng quát tháo đầy giận dữ, hãy trả lại mọi thứ cho tao. Tôi sợ hết cả da gà, chân tay run lập cập như lên cơn sốt rét. Sáng sớm hôm sau, chú cháu tôi nhễ nhại xúc toàn bộ những mảnh vữa hỗn hợp trở ra ngoài gò, đắp lên ngôi mộ. Lượng vữa đập ra rất nhiều nên làm cả ngày mới hết. Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm như người bị đánh đòn. Sẩm tối, hôm ấy tôi thắp 3 nén nhang lên ngôi mộ, chắp tay tạ tội. Cụ ơi, cháu đã trả lại tất cả cho cụ rồi đó. Cháu xin lỗi cụ vì đã không kịp mua tiểu cho cụ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, phía sau làn khói hương mỏng manh, bảng lạng trong bóng chiều, lại hiện lên một khuôn mặt giận dữ với đôi mắt như có lửa của cụ. Tôi giật bắn người, thản thốt kêu lên, đến lạc giọng, chú ơi, đưa cháu về nhà ngay chú ơi. Vừa về đến nhà, tôi leo vội lên giường trên hừ hừ, sốt sình sịch, người nóng như hòn than. Tôi sốt mê man suốt cả tuần không rõ nguyên nhân. Bác sĩ đến khám, bảo tiêm cho một ống thuốc bổ vào tĩnh mạch, nhưng chưa kịp tiêm, cánh tay tôi đã tím bầm. Sau này bố mẹ tôi kể lại, trong những cơn mê sảng tôi cứ kêu gào, đang yên đang lành, tại sao chúng mày lại phá tan tành nhà tao, làm mất hết vàng bạc châu báu của tao. Khôn hồn, hãy trả lại cho tao, tao sẽ phạt chúng mày, con bé này tao quyết không tha. Mẹ tôi sợ hãi, cầu khẩn, cháu nó trẻ người non già, xin ngài xá tội cho, xin ngài cho chúng con biết, chúng con cần phải làm gì à. Vẫn chính miệng tôi nói, mày hãy ra nhà thằng Hắc, ở sớm ngồi, nó đang cầm 2 đồng tiền của tao đấy. Mẹ tôi tâm tạ chạy ra nhà bác Hắc và hỏi, bác ấy bảo, đúng, tôi cầm 2 đồng tiền tính chuyện để xin đài âm dương ấy mà. Thôi đây, tôi giả lại cho cô. Mẹ tôi mang về nhà, ấn vào tay tôi lại đòi tiếp, giọng vẫn giận dữ. Còn thằng bé Đê nữa cơ. Thằng bé Đê là bạn của em trai út của tôi, trẻ con nghịch ngợm, thấy lạ thì cầm về nhà chơi. Mẹ tôi lại tắc tạ chạy đến nhà bé Đê để xin đồng tiền. Có điều đồng tiền ấy đã bị nó bẻ gãy làm tư rồi, nhưng mẹ tôi vẫn nhặt từng mảnh trả về ngôi mộ. Tôi vẫn bị ốm mê mệt, trong cơn mê sảng vẫn gào thét đòi trả lại đồ. Bố tôi rầu rầu hỏi, không biết cụ còn đòi cái gì đây. Tôi trợn mắt bảo, còn vàng của tao nữa. Bố bảo, thưa cụ, vàng nào à, chúng con có lấy đâu à. Tôi gằn giọng, nhà y đấy, nó lấy dấu ở trong trung lạc ấy. Nửa đêm bố tôi bấm đèn pin đến nhà chú y hỏi, em ơi, em có lấy đồng tiền vàng thì làm ơn cho anh xin lại. Đầu tiên chú ấy từ chối, sau khi nghe bố tôi bảo, ngài bảo có người giấu ở dưới chung lạc ấy, em xem trẻ con nó có nghịch, có giấu ở dưới ấy không. Em làm ơn mang phước giúp anh chị để cứu lấy cháu Hằng. Nghe vậy chú y sợ toát mồ hôi, vội chạy vào buồng mang ra. Em lấy để nghiên cứu xem nó là cái gì, nếu thế thật thì thiên quá, em xin trả lại anh. Nửa đêm bố tôi ra mộ, bới đất thật sâu, vùi luôn đồng tiền vàng xuống. Ngay trong đêm ấy, cơn sốt hạ dần, tôi bắt đầu ngủ ngon. Trưa hôm sau tôi có cảm giác đói sau 9 ngày không ăn uống gì. Tôi hút được một bát cháo loãng và một cốc nước cam. Kỳ 8, nỗi niềm thao thức về ngôi mộ cổ. Điều đặc biệt là sắc diện của tôi như chưa hề bị ốm, môi vẫn đỏ, thằn sắc vẫn hồng hào, tươi rối, không có dấu hiệu gì của người vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh kéo dài suốt 9 ngày không ăn không ngủ. Ngay chiều hôm ấy tôi đi chơi cắp sớm vì vui sướng. Những ngày nằm bệnh trên giường,
tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Bởi thấy rất sợ, người nóng như hơ lửa, ruột gan cồn cào như những ngày bị chó dại cắn. Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ bí, khó hiểu mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng kinh sợ. Mặc dù đã 43 tuổi, mẹ của hai con nhỏ, có bề dày 20 năm làm tâm linh, đó là ra thăm lại ngôi mộ của vị võ tướng mà tôi đã tìm thấy ở trong bụi tre trên gò Con Cú. Vì những năm tháng sau đó, mỗi khi tôi có ý định ra thăm viếng mộ, với thiện chí xem lại ngôi mộ ấy ra sao và mua tiểu sành thật đẹp để thay cái vải múa dưa cà cũ kỹ của ông chú tôi. Nhưng hễ cứ bén mảng ra đó, khi về tôi lại bị sốt ly bì, cả ngày không ăn không uống gì. Ba lần ra thăm mộ, ba lần tôi ốm thập tử nhất sinh, nên tôi nghĩ đó không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải cảm nắng, cảm gió nữa. Vì tôi đi khắp các cánh đồng có sao đâu, chỉ cần lượn từ nhà tôi ra ngôi mộ ấy một lát, về nhà là ốm ngay. Tôi nghĩ chắc vị vợ tướng ấy vẫn còn giận tôi lắm vì đã phá hỏng nhà ông. Nếu tôi không tìm thấy ngôi mộ của ông và đào bới lên, thì chắc chắn giờ này ông vẫn ung dung ở trong ngôi nhà sang trọng, kiên cố trong quen ngoài quách, tách theo nghi thức cổ xưa thuộc hàng quen lại. Thế mà chú cháu tôi đã phá tan tành nhà của ông, hơn nữa còn cả gan nhét ông vào một cái vạt dưa cổ mềm, sức mẹ. Thử hỏi ông không nhận ra được, tôi luôn sám hối và cầu nguyện cho ông. Ông đúng là một vị võ tướng quân đời nhà Trần, như các cụ trong làng tôi vẫn kể. Làng tôi là đất Địa Linh, đất của 16 quận công đời nhà Trần, đất của Huyền Trân công chúa sau khi ở Chiêm Thành về. Sau cuộc tình duyên nửa đường đứt gánh của vua Chế Mân, bà đã tu ở quê tôi. Nơi đó có một bãi tập trận gọi là Mã Lăng và rất nhiều huyền thoại về đền thờ, cây cổ thụ lâu đời. Căn cứ vào lịch sử làng như thế, các cụ già khẳng định đó chính là mộ phần của một quận công đời nhà Trần. Một quận công mà bị tôi nhét vào một vải dưa, như một người dân cùng túng, bần hàn như thế, ông giận tôi là vậy. Nhưng tôi lại nghĩ, sau hơn 700 năm, chắc linh hồn ông đã siêu thoát rồi, ông sẽ tha thứ cho tôi. Và tôi rất mong một ngày nào đó, tôi được tiếp chuyện với ông, nói với ông lời xin lỗi, hãy thông cảm cho chú cháu tôi vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thời đó, nên chú cháu tôi mới thất lễ với ông như vậy. Không biết vị tướng ấy có cho tôi cơ hội ấy không? Chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không đủ dũng cảm để ra thăm ngôi mộ ấy. Tôi muốn nói thêm, sau khi chuyển hài cốt của vị vợ tướng ấy ra khỏi bụi tre, gia đình chú tôi cũng rời hố xí đi nơi khác. Các gia đình xung quanh cũng làm vậy. Và thật kỳ lạ, các con chú tôi không bị sưng chân, nghênh cổ nữa, những cái nhọt lùng bùng trên đầu cũng biến mất. Kể cả nhà chú V, em họ tôi bên cạnh cũng vậy, nhà bác T con cái rất thanh đạt. Hổn nhiên tôi nhậm tính, như vậy việc chuyển ngôi mộ, cái được nhiều hơn là cái mất. Tuy vị võ tướng phải chịu cảnh tán mộ như là ho hàng cỏ héo, hẩm hiu, nhưng cái được là những gia đình xung quanh không thất lễ với ông, làm ô uế ông, và như thế thì ông đã buông tha. Có lẽ chỉ khi nào tôi được tiếp chuyện với ông, câu hỏi ấy mới có lời giải đáp. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.